cái công việc chăn nuôi trồng hương này nó rất là nhàn luôn bà con. Thì khi chúng ta mà làm những cái công việc khác đó, chẳng hạn như chúng ta làm công chức nhà nước nè, chúng ta làm giáo viên nè, chúng ta làm cán bộ nhà nước nè, rồi chúng ta làm kỹ sư nè, chúng ta làm bác sĩ, chúng ta làm y tá nè, chúng ta làm công nhân nè, hoặc là chúng ta buôn bán nhỏ lẻ ở cuộc sống ở bên ngoài đó, thì chúng ta vẫn có thể kết hợp cái mô hình chăn nuôi trồng hương này ở trong gia đình của chúng ta đều được hết. Tại vì cái mô hình này chăn nuôi trồng hương này á, nó rất là đơn giản, nó không có tốn nhiều thời gian của chúng ta. Một ngày chúng ta chỉ cần cho nó ăn một lần là được rồi. Thì cái khoảng thời gian mà tiêu tốn của chúng ta khi chúng ta chăm sóc những con trồng hương này đó, thì dao động khoảng tầm nửa tiếng cho tới một tiếng một ngày, tùy theo cái quy mô chúng ta nuôi nhiều nuôi ít. Những bà con mà nuôi trong cái tầm khoảng từ 5-10 con hoặc là 15-20 con đó, thì bà con mỗi ngày bà con tốn khoảng 30 phút để bà con làm vệ sinh chuồng trại và bà con cho ăn là xong rồi. Chúng ta không có tốn nhiều thời gian chúng ta làm gì cả. Nó khỏe hơn những cái mô hình chăn nuôi truyền thống kia rất là nhiều. Chẳng hạn như bà con nuôi gà, nuôi vịt, nuôi heo hay là nuôi trâu, nuôi bò, nuôi dê đó, thì chúng ta phải tốn rất là nhiều thời gian để chúng ta chăm sóc những cái con vật đó. Nhưng mà cái hiệu quả kinh tế của nó mang lại đôi khi cũng rất là thấp và nó không có hiệu quả, và rất là nhiều bà con thua lỗ trong những cái mô hình chăn nuôi này. Thì bây giờ cái mô hình chăn nuôi trồng hương này là một cái mô hình mới, một cái hướng đi mới mà nó đã chứng minh được cái hiệu quả từ những cái năm qua rồi. Rồi có nghĩa là rất là nhiều bà con nuôi thành công đó, thì nó ít công sức, nó tiêu tốn ít công sức, cái tiền thức ăn của nó ăn rất là ít, cho nên chúng ta tiêu tốn tiền thức ăn nó rất là rẻ luôn. Chỉ có một cái vấn đề nhược điểm là cái giá trị con giống nó hơi cao so với cái số tiền mà bà con có thể có đó. Thì lúc đầu bà con có thể muốn mà chăn nuôi con trồng hương này đó, thì bà con có thể là thấy cái giá tiền nó hơi cao thì bà con ngại, bà con không có dám mà đầu tư cái số tiền ban đầu, một số tiền lớn ban đầu để bà con mua con giống thì bà con nuôi đó. Thì chỉ có một cái trở ngại duy nhất thôi, còn cái hiệu quả kinh tế nó mang lại rất là cao luôn. Thì cái gì nó cũng có vấn đề, nó có hai mặt. Thì khi mà bà con mua con giống đó, thì cái giá con giống nó cao, thì khi mà bà con nuôi thành công bà con có thể tạo ra được những con giống đó, hoặc bà con nuôi con trồng hương nó phát triển khỏe mạnh, nó lớn mình, nó nặng ký đó, thì bà con bán ra thì cả giá giống và giá thịt đó, đều nó có giá thị trường rất là cao luôn. Thì lúc bà con mua cao thì sau này bà con bán cao thôi, nó cũng số tiền nó cũng nằm trong đó thôi, nó không có đi đâu được hết á. Những cái giá giống mà chúng những cái cặp chồng giống hoặc là những chồng giống con lẻ, con cái và con đực lẻ thì đều bây giờ đều có giá rất cao, thì cũng là một cái trở ngại mà cũng là một cái thuận lợi cho bà con mới bắt đầu tham gia vào cái mô hình này. Nhưng mà cái hay của mô hình này chúng ta có thể thấy là nó tiết kiệm cho chúng ta rất là nhiều thời gian để chúng ta dọn dẹp vệ sinh cho ăn, chúng ta chăm sóc nó. Thì chúng ta làm mô hình này thì chúng ta có thể kết hợp làm thêm những cái kinh doanh khác của chúng ta trước giờ chúng ta làm đó. Chứ chúng ta đừng có bỏ những cái kinh doanh cũ kia đi, hoặc là chúng ta đừng có bỏ những cái công việc, những cái job khác. Chúng ta vẫn duy trì những cái công việc đó, nhưng mà chúng ta kết hợp nuôi thêm cái trồng hương này. Hoặc là gia đình chúng ta có nhiều thành viên đó, thì chúng ta có thể là san sẻ cái thời gian để chúng ta tiến hành cho ăn, hoặc là chúng ta vệ sinh chuồng trại, hoặc là tới giai đoạn phối giống đó, thì chúng ta có thể là hướng dẫn cho những thành viên trong gia đình đó, thì cách phối giống như thế nào cho nó hiệu quả đó. Đó thì chúng ta, những thành viên trong gia đình của chúng ta đó, thay phiên nhau để chúng ta chăm sóc cái con trồng hương này vì cái mục đích, mục tiêu kinh tế chung của gia đình mình. Còn cái vấn đề đầu ra về con trồng hương thương phẩm này, bà con cứ yên tâm đi, là bây giờ là thương lái họ đi thu mua tất cả các tỉnh thành đó, là bà con có con trồng hương thịt đó, thương phẩm đó, là bà con điện họ một cái là họ sẽ bay tới và họ mua tất cả những con trồng hương của bà con định bán đó. Thì cái vấn đề lái thu mua trồng hương thịt thì rất là nhiều luôn, bà con chỉ cần lưu số điện thoại của họ lại, và khi nào bà con có trồng hương thương phẩm bà con chỉ cần điện alo một cái là họ sẽ tới ngay, bao nhiêu con đó, bà con cũng có thể bán được hết. Nhưng mà cái mô hình này á, bà con thông thường là có thể bà con không có trồng hương thịt để bán đâu, tại vì bà con nuôi bà con giai đoạn ban đầu ít á, thì chủ yếu là để là tăng đàn thôi, chứ cũng ít khi nào mà người ta dự bán con trồng hương thịt thương phẩm lắm, trừ những con chúng ta không thể làm giống được chúng ta mới bán thịt thôi đó. Thì những người mà nào mà mới có bắt đầu tìm hiểu về cái mô hình này đó, thì chúng ta có thể là nghiên cứu thêm đó, thì nó tiết kiệm chúng ta rất là nhiều thời gian khi mà chúng ta nuôi cái con trồng hương này so với những cái vật nuôi truyền thống khác, và cái hiệu quả kinh tế của nó mang lại rất là lớn luôn. Hiện nay về cái nhu cầu trồng giống và trồng thịt nó trên thị trường rất là cao và giá cả đang tăng lên từng ngày.
Thì bà con mới bắt đầu tham gia vào mô hình này thì chúng ta nên nuôi thử nghiệm vài cặp thôi. Chúng ta nuôi một thời gian khoảng tầm 6 tháng cho đến 1 năm á, hoặc là 1 năm rưỡi thì sau đó thì chúng ta cảm thấy nó ổn định, nó phát triển tốt, nó ăn uống khỏe mạnh, phối giống tốt thì chúng ta lúc đó chúng ta có thể tiến hành chúng ta mua thêm con giống về để chúng ta tiếp tục chúng ta nhân đàn. Đó, rồi khi mà con trọng hương của chúng ta đẻ đó thì chúng ta không bán con giống mà chúng ta để lại để tiếp tục tăng đàn lên, thì cái số lượng nó đẻ ra ngày càng nhiều thì lúc đó cái quy mô trang trại của bà con nó sẽ tăng lên, thì cái phần thưởng là tiền về kinh tế đó, thu về đó cũng sẽ nhiều hơn nữa. Rồi ok, vừa rồi là mình chia sẻ với bà con một vài những cái kinh nghiệm mà mình đã từng trải qua trong cái việc nuôi trồng hương này, về cái vấn đề là chúng ta so sánh những cái sự mà tiện lợi, tiết kiệm thời gian và hiệu quả kinh tế của mô hình chăn nuôi trồng hương so với những cái mô hình vật nuôi truyền thống khác như là trâu, bò, gà, vịt, heo, cá rồi đó, thì cái nào nó hiệu quả hơn, cái nào tiết kiệm thời gian hơn và nó đem lại cái nguồn kinh tế cao hơn, thì bà con có thể so sánh, thì bà con cân nhắc. Video này được mình quay từ trại trồng hương Vân Anh, Cà Mau. Nếu bà con có nhu cầu mà muốn mình hướng dẫn những kỹ thuật nuôi sao cho hiệu quả đó, hoặc là bà con có nhu cầu đặt mua trồng giống ở bên trại của mình đó, thì liên hệ với mình qua số điện thoại là 081 868 3138. Trại trồng hương Vân Anh, Cà Mau của mình ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau nha bà con. Bà con xem video của mình mà chưa có đăng ký kênh thì nhớ ấn nút đăng ký nha, để lần sau mình ra video mới thì nó thông báo cho bà con, để bà con lên xem những cái video mình quay để mình hướng dẫn cho bà con nuôi để mà nó thành công nhất có thể, để không thôi bà con không biết kỹ thuật nuôi đó, bà con nuôi nó thất bại đó. Thì mình đã nuôi thành công rồi, mình nuôi đã rất là nhiều năm nay rồi thì mình mới dám làm video mình hướng dẫn cho bà con đó. Thì bà con cứ xem tất cả những cái video trước của mình đó. Mình đã chia sẻ rất là nhiều video để mình hướng dẫn bà con nuôi sao mà có thể thành công nhất có thể rồi đó. Mình chia sẻ hết luôn, thật lòng là mình chia sẻ hết, mình biết cái gì mình nói hết, mình chỉ cho bà con hết, mình không hề có giấu nghề bất kỳ một cái thứ gì trong cái việc cho nuôi trồng hương này cả. Nhiều người bây giờ họ nuôi thành công họ giấu nghề bà con à, họ giấu nghề, họ chia sẻ, họ không có dám chỉ nhiều tại vì họ sợ bà con mở trại và cạnh tranh với họ đó, họ không có dám chỉ bà con gì đâu. Còn mình là mình chia sẻ hết luôn 100% luôn, chia sẻ thật lòng với bà con để mà bà con khi mà bà con mua giống về bà con nuôi thành công chứ bà con không có thể nào thất bại được, thất bại là mất tiền đó. Cho nên mình chỉ những bà con nào mà chưa biết gì hết thì cứ nghe theo mình đi, nghe theo mình là làm là thành công à. Tại vì mình đã trải qua rất là nhiều rồi, mình đã từng bị chết, bị thua lỗ, mất tiền, bị chết rất là nhiều con rồi, cho nên mình rút được kinh nghiệm rồi mình mới nuôi thành công như ngày hôm nay đó. Rồi ok nha, xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những video lần sau.